trước mắt các bác và anh em, Thanh Nguyên đang trình diễn và test một cặp loa siêu hiếm, siêu hay và siêu VIP tại thị trường Việt Nam, đến từ Mỹ, hãng JBL, có một đèn là SR4732, một cặp loa 4 đường tiếng, bass 30 từ 22 qua 100, một tép vua và một tép xỉ. Bác là có nhu cầu về những cặp loa đẹp này nhá, chất này, thì hãy nhanh tay liên hệ với anh Nguyễn theo số tổng đài 0936 583 110, giá cực mềm cho anh em nhá. Anh không có nhiều đâu nhá, những cặp loa hay này nhá, chất này. Thực ra những cặp loa này các bác bỏ tiền ra nó chỉ ngang bằng với những loa JBL 75 thôi, nhưng em khẳng định bác con này anh cực hay, hay hơn gấp đôi 75 luôn nhá. Bát ấm sâu mềm, tép le keng, xì nó lẩy và nó rất là hay luôn nhá, hát hay, nghe nhạc mạnh được, ấm chắc. Tôi này em nhập rẻ nhá, bán giao lưu tương tác 46 triệu, bao ship tặng một cặp dây luôn nhá, 46 triệu, bác nghe rõ nhá. Có nhu cầu thì khoảng em vài triệu nữa nhá, có nhu cầu về bồ hát thì alo cho anh Nguyễn. Ghép với những con loa này rất dễ thôi. Một là bác dùng con đẩy Motivity 850 tầm 8 triệu, hoặc con đẩy PSIO 4 kênh 10 triệu đánh căng tét luôn nhá, thoải mái luôn, đảm bảo bao phê. Rồi anh em mời các bác cùng nghe, mời nghe ba bác sản thứ hai luôn. Hay quá. Rồi tan nghèo buồn cho số phận, giàu đành ghét lạc. Người hãy nhìn đi, thân xác điêu tàn, giàu nghèo đều giống như nhau. Bây giờ phần 2 nhá, em đã quay lại thân để các bác ngắm cái độ chất và độ phê của nó như nào nhá. Trước mắt các bác và anh em, Thanh Nguyên đang giới thiệu về một cặp loa siêu hot và siêu hiếm tại thị trường Việt Nam, đến từ Mỹ, hãng JBL, có model là SR4732, một dòng loa xỉu 4 đường tiếng, 2 bát 30 từ 22 con 100, một tép kèn gấu, hay còn lại vua với nhá, và một tép xì. Thì với cấu trúc đặc biệt của dòng loa này ấy, nó chia 4 way, do vậy cái độ mà chia cắt âm thanh nó cực kỳ là sắc sảo cho từng loa một. Thì các bác biết rằng ấy, đối với dòng loa nhiều đường tiếng này thì tức là mỗi một cái loa trong một thùng loa ấy, nó sẽ làm tròn chỉnh, làm chuyên sâu và làm rất tốt cái nhiệm vụ nó được giao. Do vậy khi các giải này pha vào nhau, nó tạo cho âm thanh nó chi tiết ở từng cái đạo cụ, từng nốt nhạc và từng cái âm sắc. Thì dòng loa này có thể chơi được tất cả cái dòng nhạc có nhá, từ mạnh, từ nhẹ, du dương, trữ tình, quan họ, giao hưởng, vân vân. Hơn nữa hát karaoke thì luôn cho qua thoáng bay rộng rãi, bởi vì nó 4 way nhá, thì gần như là cái tiếng micro nó ra đều ở 4 tuyến. Thì ngày nay em về đôi loa có thể nói là đẳng cấp như kia. Bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết báo giá để bác lắm được. Với dòng loa như 4732 này các bạn, thực ra ấy, nó không có nhiều tại thị trường Việt Nam, bởi vì nó là dòng loa hiếm mà nó hay, như vậy là cái người Mỹ người ta rất ít khi người ta muốn thanh lý. Thì dòng loa này thiết kế như sau, nó là thiết kế hình thang cân và thùng gỗ đó nhá, rất đẹp này, mình nhìn thấy thùng gỗ còn trắng phau đúng không ạ, bọc lì đấy, tạo nên loa có vẻ nó rất là phong trần, nó cơ bắp, nó khỏe khoắn, và tất cả những cái góc này nó đều là đai nhựa nhá. Đó, hình thang cân, kích thước loa như sau, rộng là 62, sâu là 44, cao 1m07, rất dễ dàng kê kích trong phòng của mình nhá. Đây mình nhìn này, toàn bộ trên loa, và nó sử dụng hai lỗ thông khí phía trước. Đấy, hai cái giữa cái là hai quả bát 30 từ 22 cộng 100 và một tép xì, một tép kèn. Về thông số kỹ thuật thì anh em quan sát, con này nó có hai cái độ bánh nhá, tép nhiều và cộng alib ít gạt xuống, và có chế độ bánh biam và phun răng. Khi dùng qua cắm ở đây thì nó sẽ ra đầy đủ hết, tức là phun răng. Model nó là SR4732, sản xuất tại bang California, USA. Mỹ loài không nhé, này loài Mỹ rồi, mình không có Mỹ loài rồi, quá đẹp luôn ạ. Đang nhìn em nó còn rất đẹp đúng không ạ, phân tần nó hai lớp nhé, hai lớp liên khúc đây, anh em xem đây này, phân tần nó xử lý rất là sâu luôn, đây là tạo cái âm thanh nó tròn trịnh, nó hay lắm, bông của nó vàng ươm, bông người ngứa lắm ấy, em xí đấy, em về đập đôi với nhá. Thế đôi này thực ra là giá rất là êm một lốp, thì em báo sau thôi nhá, mà xem hết video á.
Đầu tiên về cái cặp xì, cái này nó tạo tiếng gió mọi nhá. Đấy, tạo những giải 20 kHz và trên 20 kHz rất hay đây. Tiếng nó rất là lẩy leng keng xào xạc. Đấy, xào xạc đấy. Tiếng rất hay mọi nhá. Con xì này thì 12 họng 4.4. Rất là đẹp. Cặp xì chuẩn chỉ mọi nhá. Ok. Đấy, con này nó có cái nó ăn điểm cái đôi loa này, nó có cái cặp xì này, nó tạo đôi loa rất là đẹp này. Đấy, khi mà lắp vào nó giống cái bướm lôi ra, lôi hai mu ra, bóng liễng quá nhá. Và rất là mẫm. Và đây là cặp tép nó mà. Đấy, cặp này cặp tép nó thì nó có cấp cao này. Phễu độc phễu nó phải lửa mét, đúng không ạ? Trong cái nhựa lì vậy này. Đây con này chạy chạy là cái củ từ tép là từ 220 em nhá, họng 100. Mã tép là 2446H81. Mã tép thì 2446H thì quánh như dòng loa như là 2447G nhá. Đấy, không được quánh như vậy. Như thế. Rất đẹp. Con này tép này nó rất huyền thoại rồi. Nhìn được gấu mèo chưa? Tức cái từ này bằng bát. Thế về bát nó sử dụng bác này. Đây. Nó là từ 220 còn 100. Đấy, từ 220 còn 100. Đồng cực phê luôn. Họng lớn, từ lớn. Xuất tại Mỹ nhá. Loa thì nhạc rất đẹp. Em xem ấy. Xung dòng loa này em nghĩ là nó chơi được ok rồi. Đấy, mà biết còn đẹp nữa nhá. Sạch sẽ. Dùng dòng loa này sạch sẽ lắm. Đánh hay. Bảo phê cho tất cả anh em luôn. Cái này các bác chơi đôi loa có thể không có súp nhá, rất là hay luôn. Đây cặp loa teo đều tăm tắp này. Rất là sướng quá nhá. Xung là cặp này các bác chơi thoải mái rồi, không phải nghĩ ngợi gì cả. Bởi vì nó độ chất độ phê của nó thì quá chuẩn rồi. Độ phê độ chất của nó thì không phải nghĩ đâu. Từ 220 có 100 lặng lắm ạ. Đấy. Tất cả đây. Toàn bộ này vô đây. Thì đôi loa này em nhập giá nó cũng hợp lý cho anh em nhé. Thì em bán cũng hợp lý cho anh em thôi. Đôi loa đẹp này nhá, chất này. Chạy bao là cân đối hài hòa, chuẩn chỉ. Đấy, ra âm hoạt động tốt nhá. Đối với học cao. Thì em cung cấp với giá là 46 triệu bò ship. Bác có nhu cầu về bộ hát thì bác phải đánh con đẩy cho em là nhiều Motivity 850 thôi. Thì vã đôi này thoải mái rồi. Hoặc cần thì bác chơi con đẩy 4 kênh như là BS Audio 4800 đánh đôi này thì cực ra chất. Đấy. Có thể bác ghép nguyên xì cái bộ này. Đảm bảo nghe hay không nhá, nghe hay và hát hay đấy. Một con đẩy bốn kênh, sau này mình đánh súp sau, một con lừng tiếng, một con vang, một con liên quần cái mic. Đấy thì tất cả bác có nhu cầu về bộ hát thì em sẽ lắp đặt tại chỗ nhá. Đấy thì ngoài trong loa 4732 ra thì em còn đôi loa 4732A đấy, đôi kia thì giá nó cao hơn, 4725X, 4725X nhá, có nhiều loa EV đôi này hay này mà giá cũng mềm mại thôi. Thì bác nào nhu cầu mua sắm liên hệ em nhé, cọc em trước 2-3 triệu. Đấy, cặp loa này 46 triệu bao ship tặng một cặp dây nhé. Anh em chào các bạn.